Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV kênh chính thức của đài phát thanh truyền hình Nghệ An trên nền tảng Youtube Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây Chiều ngày 24 tháng 9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục xét hỏi Tại tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết có một người bạn của bà Lan liên hệ với luật sư và mong muốn trả nợ thay cho bà Cụ thể, theo luật sư, đối với tòa nhà 29 Đậu Giai Hà Nội có 3 cổ đông góp vốn đang thế chấp vay ngân hàng 250 triệu đô la Mỹ. Một người bạn của bà ở Mỹ muốn thay mặt đại diện cho ba cổ đông trả 250 triệu đô la Mỹ để trả nợ cho ngân hàng và cho bà mượn 130 triệu đô la Mỹ để khắc phục cho các bị hại ở vụ này. Ban đầu, bà Lan hiểu nhầm là người này có ý muốn mua lại tòa nhà 29 đậu dài nên nói rằng tòa nhà này không phải của mình bị cáo mà còn những người khác nên không trả lời được ngay bây giờ. Sau khi nghe luật sư giải thích, bà Lan đã đồng ý. Trước đó, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử và luật sư, bà Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn dùng dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha để khôi phục hậu quả. Bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết dự án trên chưa bị kê biên. Tại tòa, luật sư Huyền Trang cho biết người bạn trên của bị cáo Lan bày tỏ mong muốn nộp thay bà Lan một số tiền nhất định với điều kiện giao cho người này quản lý dự án trên. Còn đối với việc mua bán chuyển nhượng dự án trên hay không, sau này do bà Lan và bạn trao đổi, thương lượng với nhau bị cáo Lan trình bày tại tòa, bị cáo luôn mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án, chỉ cần người đó có tiền thật, muốn làm dự án thật, còn giá trị bao nhiêu thì bị cáo không quan tâm. Tiếp theo đó, bà Lan nói lời cảm ơn những người bạn, đồng thời bà nói người bạn bí ẩn cứ xem xét giá trên thị trường, nếu được thì sẽ thỏa thuận sau. Trong giai đoạn 2 của đại án, ngoài hành vi trên, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc hành vi rửa tiền với 445.747 tỷ đồng vận chuyển trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ tương đương 106.730 tỷ đồng qua biên giới.